Vào khoảng 12 giờ trưa 6 tháng 3, nhiều người dân sống ở lô D chung cư Hà Kiều, quận Gò Vấp phát hiện khói lửa bùng phát dữ dội tại một căn hộ ở lầu 3 của khu chung cư cao 5 tầng này. Lực lượng tại chỗ đã dùng bình chữa cháy mini để xử lý điểm cháy, nhưng do căn hộ bị cháy khóa cửa nên việc dập lửa không thành. Đám cháy lan nhanh sang hai căn hộ khác. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Gò Vấp đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, tổ chức chữa cháy từ nhiều hướng, ngăn không để tiếp tục cháy lan. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng gây thiệt hại nặng về tài sản của ba căn hộ.